really fruitful discussion in our workshop today at the Royal University, and we mainly focused on the support of this Citizen Science app for science and for lectures for the students as well at the Royal University, so they could learn how to combine physical objective data with the individual subjective assessment of the environments. Và chúng tiện tông cho mình đang citizen science app đang được quan tâm từ đó cả bộ về nhà các city còn chẳng được mà đây chúng chẳng được nông ca sắc xá vì miền sạ sầm khăn từ đó cả chủ đấng năm pi ở các city còn thà ta các city còn rồi viên đồng bọn mui mui cứ miền ca prai pu bẹp mấy chuẩn bị tiếp cứ dương từ đó từ lơ cả rìa chom hai nhà các city còn đấy thà ta dương pu tại rìa chom hai nhà các city còn bẹp nát đồng bay nông ca từ đó chỉ phần miền từ đó phù rót nông ca chủ đấng năm pi thà ta nông chuẩn bị nát vì miền ca การล้างกำเดาหรือก็มันสมีการล้างกำเดา